Hôm nay thầy xin tóm tắt lại để thấy được cái đạo Phật rất thực tế. Thầy nói cái đề tài để chúng ta thấy đề tài pháp như lý tác ý. Cái đề tài mà hôm nay thầy muốn nói đó là pháp như lý tác ý. Pháp như lý tác ý. Như lý là như cái lý giải thoát mà dùng cái ý thức của chúng ta tác ý ra để nó tạo thành một cái ý thức lực mà chúng ta sẽ làm chủ sanh già bệnh chết. Nghĩa làm chủ được đời sống của chúng ta, ai chữ chúng ta không giận, không phiền não, không tham muốn một cái điều gì, đó là làm chủ đời sống của chúng ta. Làm chủ già, lớn tuổi, 70, 80 tuổi, 100 tuổi, không suy yếu, đi vững vàng, nhẹ nhàng, không run rẩy, đó làm chủ già. Làm chủ bệnh, không có bệnh tật gì bén mảng vào thân của chúng ta được, gọi là làm chủ bệnh. Có bệnh đuổi đi ngay liền, đó là làm chủ bệnh. Làm chủ chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chúng ta ra lệnh bỏ tịnh chỉ hơi thở thì ngay đó thân chúng ta không thở nữa, thì đó là chúng ta làm chủ được bệnh. Thì đạo Phật ra đời giúp cho con người làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết.